Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Quân đội Hàn Quốc cho rằng vệ tinh do Triều Tiên phóng không có khả năng do thám quân sự sau khi Seoul trục vớt được mảnh vỡ trên biển. Hungary sẽ không thông qua bất kỳ gói hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine đến khi Kiev đưa công ty cho vay lớn nhất nước này khỏi danh sách những bên tài trợ chiến tranh, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 7. Đô đốc Tony Radakin, tư lệnh quân đội Anh, cho rằng Nga thiệt hại 2.500 xe tăng và mất gần nửa năng lực tác chiến trong xung đột với Ukraine. Trung Quốc đã hoãn chuyến công du Bắc Kinh dự kiến của đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, nhưng không đưa ra lý do cụ thể. Sau đây là nội dung chi tiết. Hàn Quốc trục vớt mảnh vỡ được cho là tên lửa Triều Tiên hôm 15 tháng 6. Sau khi phân tích chi tiết các bộ phận chính của tên lửa đẩy và vệ tinh của Triều Tiên đã được trục vớt, các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ đánh giá rằng chúng không có khả năng do thám quân sự, quân đội Hàn Quốc hôm 5 tháng 7 tuyên bố. Tuyên bố của quân đội Hàn Quốc được đưa ra sau khi xem xét các mảnh vỡ mà nước này trục vớt được trên biển và nghi là vệ tinh của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sak cho biết mảnh vỡ này dường như là tầng thứ hai của tên lửa. Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận tên lửa đẩy CSEOLLIMA-1 mang theo vệ tinh quân sự của nước này đã gặp sự cố mất động lực đẩy xảy ra tại tầng động cơ thứ hai trong vụ phóng hôm 31 tháng 5. Sự cố này đã khiến cả tên lửa và vệ tinh của Triều Tiên rơi xuống biển khi chưa đạt được quỹ đạo bay cần thiết. Triều Tiên coi vụ phóng vệ tinh quân sự của nước này là thất bại nghiêm trọng và chỉ trích những người phụ trách vụ phóng này. Vụ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc. Vụ phóng đã dẫn đến các cảnh báo khẩn cấp và lệnh sơ tán ngắn ở một số vùng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoại trưởng Hungary chỉ trích Ukraine vì đã đưa ngân hàng OTP của Hungary vào cái mà ông gọi là danh sách đáng xấu hổ, đồng thời cho rằng động thái này là không thể chấp nhận. Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng, cho đến khi ngân hàng OTP được đưa khỏi danh sách trên, nếu không thì Hungary sẽ không bật đèn xanh cho bất kỳ gói hỗ trợ bổ sung nào của EU để vận chuyển vũ khí cho Ukraine, Ngoại trưởng Peter Szijjarto tuyên bố. Quyết định này không chỉ bao gồm gói hỗ trợ vũ khí trị giá 500 triệu euro, 546 triệu đô la Mỹ mà Budapest phủ quyết trước đó mà còn cả các gói hỗ trợ trong tương lai. Theo ông, Budapest đang làm mọi thứ để hỗ trợ người dân Ukraine và người dân Hungary đang trả giá vì cuộc xung đột mà họ không liên quan đến. Quan chức này cũng gọi thái độ của Kiev với Hungary là gây khó hiểu. Đôi khi chúng tôi thực sự có cảm giác rằng Ukraine đang chế nhạo chúng tôi, Ngoại trưởng Peter Szijjarto nói. Ông cũng chỉ trích những lý do mà Ukraine đưa OTP vào danh sách đen khi cho rằng, chúng tôi muốn cười vào mặt họ bởi những lý do lố bịch đã được đưa ra. Nhà ngoại giao Hungary cũng gọi tình hình liên quan đến ngân hàng của nước này là nghiêm trọng và Budapest khá khó chịu trước diễn biến trên. Hungary đã chặn gói hỗ trợ của quân sự của EU cho Ukraine vào tháng 5 khi dẫn ra rằng Kiev ngày càng có thái độ thù địch với nước này. Budapest nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, đồng thời chỉ trích EU vì cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary cũng nhận định các lệnh trừng phạt chống Nga làm tổn hại EU nhiều hơn là Moscow. Hồi tháng 6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói với tờ Bild của Đức rằng chiến thắng của Ukraine là điều bất khả thi. Trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 4 tháng 7, Đô đốc Tony Radakin đánh giá lực lượng Nga đang yếu đến mức không đủ sức phát động các đợt phản công của họ sau khi mất gần nửa năng lực tác chiến của quân đội trong xung đột với Ukraine. Lực lượng Nga năm ngoái bắn 10 triệu quả đạn pháo, song họ chỉ có thể sản xuất nhiều nhất 1 triệu quả mỗi năm. Nga mất 2.500 xe tăng và chỉ có thể sản xuất tối đa 200 chiếc mỗi năm, Đô đốc Radakin nhận định. Ông cũng phản bác ý kiến cho rằng đợt phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp. Đô đốc Anh cho biết đây không phải là hoạt động tác chiến riêng lẻ, mà là chiến lược, tiêu hao, kéo căng và tấn công để dần phá vỡ phòng tuyến Nga. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biến chiến tuyến dài hơn 1.000 km thành vấn đề với Nga thay vì Ukraine, Đô đốc Radakin nói. Đó là lý do chúng ta thấy Ukraine mở các đợt tấn công thăm dò trên nhiều trục. Ông thừa nhận chiến dịch phản công của Ukraine phức tạp hơn dự kiến do bãi mìn của Nga dày đặc hơn ước tính, trong khi lực lượng Ukraine thiếu yểm trợ trên không và chưa nhận được toàn bộ thiết bị quân sự mà họ mong muốn. Tuy nhiên, ông Radakin cho rằng không công bằng khi ấn định thời gian cụ thể cho đợt phản công của Ukraine. Anh là bên cung cấp vũ khí cho Ukraine nhiều thứ hai sau Mỹ. Anh cũng đi tiên phong trong viện trợ các thiết bị quân sự tiên tiến cho Ukraine, trong đó có xe tăng chủ lực Challenger 2 và tên lửa hành trình Storm Shadow với tầm bắn 250 đến 560 km tùy phiên bản. Cũng trong phiên điều trần với thành viên Ủy ban Quân vụ Quốc hội Anh, Đô đốc Radakin khẳng định quân đội nước này đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu, dù lục quân đang vận hành nhiều loại thiết giáp đời cũ. Chúng ta cần kho dự trữ lớn hơn, năng lực sát thương lớn hơn và tăng năng suất chế tạo, ông nói.
Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên của EU Nabila Masrali ngày 4 tháng 7 cho biết, Trung Quốc đã hoãn chuyến công du của đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell dự kiến diễn ra vào tuần tới. Bắc Kinh không đưa ra lý do nào cho việc quyết định này. Đáng tiếc, các đối tác Trung Quốc thông báo với chúng tôi rằng, chuyến thăm của ông Borrell dự kiến vào tuần tới không còn khả thi nữa, và chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, người phát ngôn Nabila Masrali cho hay. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia mà Brussels gọi là đối thủ cạnh tranh kinh tế. Ông Borrell dự kiến đến Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 7 để gặp người đồng cấp Trung Quốc và thảo luận về các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề xung đột Nga-Ukraine, đại sứ của EU tại Trung Quốc cho biết vào cuối tuần trước. Tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, đại sứ EU tại Trung Quốc Jorge Toledo tiết lộ, hai bên có thể sẽ tổ chức hai cuộc đối thoại trực tiếp vào tháng 9, một về kinh tế và thương mại và một về các vấn đề kỹ thuật số, trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào cuối năm nay. Đây là lần thứ hai trong năm 2023 chuyến đi của ông Borrell không diễn ra theo kế hoạch. Hồi tháng 4, kế hoạch thăm Trung Quốc của nhà ngoại giao này cũng bị hủy do ông mắc COVID-19. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.